Kính thưa quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời sông núi và toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước thân mến. Trong chương trình Việt Nam nhìn về tương lai tuần này, tôi xin chia sẻ với tất cả quý thính giả và toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta cái suy nghĩ của tôi về một cái tin tức thời sự phải nói là rất là lớn đối với Đông Nam Á chúng ta vừa qua, đó là chào ngày 12 tháng 7 vừa rồi, Tòa án Trọng tài Quốc tế La Hay đã quyết một cái bản án mà do Philip Tân đệ nạp để mà phản đối Trung Cộng về vấn đề cái gọi là cái đường chín đoạn, hay là thường gọi là cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc đã tự động mà vẽ nó thòng xuống dưới từ xuống phía nam. Thì trong vùng đó không phải là một mình Philippines bị ảnh hưởng, mà bên cạnh đó còn có những nước khác. Nhưng mà vừa rồi đây đó thì phải nói rằng chỉ một mình nước Phi đó là nó làm một cách có bài bản, là thu thập tất cả tài liệu, làm một cái cuộc khởi tố và ra cái tòa án trọng tài quốc tế. Cái điều này đó thì đã có từ lâu rồi chứ không phải mới đây, nhưng mà cái phán quyết vừa rồi của tòa án trọng tài quốc tế đó đã cho chúng ta một sự suy nghĩ. Từ khi mà Philippines bắt đầu đưa đơn thực kiện đó, thì Trung Cộng đã lên tiếng nói rằng là nó không có chấp nhận gì cả. Và chính Trung Cộng cũng nói rằng họ tòa án nó không có thẩm quyền gì trên vấn đề Biển Đông đối với cái tài liệu lịch sử mà Trung Cộng nó chứng minh rằng nó đã là những chủ nhân ông của những quần đảo và biển cách đây mấy ngàn năm v.v. Thì trước khi mà tòa án quốc tế đó mà phán quyết đó, thì chúng ta đã biết cái kết quả ra sao rồi. Là kết quả đó là mặc dầu tòa án phán quyết Trung Cộng nó có sai quấy đi nữa đó, thì Trung Cộng cũng không coi ra gì. Và vừa rồi đây đó, khi mà vấn đề phản ứng của những cái bên liên hệ đó, thì phía Trung Cộng mới nói rất là mạnh. Và tôi đã coi trên TV thấy có một cái người đại diện chính phủ Trung Cộng đó đã nói câu rằng cái bản án mà cái tòa án phán quyết ra nó chẳng qua như một cái tờ giấy lộn. Trong mấy ngày mà tòa án quốc tế phán quyết đó, thì chúng ta biết là Trung Cộng nó cho dàn quân bố trận, nó đánh bắn những cái quả tiễn, bắn đại pháo rầm rầm trên Biển Đông, tức là giống hình thức nó thị uy, nó cho biết rằng đấy tao là vậy đó, còn tụi bay muốn phát triển quyết còn tao là vậy đó, vân vân. Cái chuyện thưa quý vị, đó là cái chuyện thực tế của cái hoàn cảnh của các nước trong vùng Đông Nam Á sống gần bên một anh chàng Trung Cộng khổng lồ và luôn luôn cái mộng bá quyền không bao giờ chấm dứt. Cái chuyện về cái tòa án quốc tế cũng như là cái luật pháp cũng như là những diễn biến đó thì cách đây mấy ngày, hôm ngày thứ năm vừa rồi đó, thì luật sư Đào Tân Dực là chủ tịch của Ủy ban nghiên cứu sách lược Hơn Quốc của lực lượng dân tộc của người Tổ quốc đã có một cái bài trả lời, một cái bài phỏng vấn của anh Hải Sơn rất là rõ liên quan đến cái vấn đề cái cuộc kiện tạo đó cũng như là chuyện quốc tế v.v. Trở lại vấn đề là sau khi mà Trung Cộng đã lên tiếng mạnh mẽ bác bỏ những phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế vậy đó, thì chúng ta thấy các nước trong vùng đó phản ứng ra sao. Thứ nhất là người Philippines, dân chúng rất là vui mừng, xuống đường biểu tình la hét, người ta hoan nghênh về cái sự thắng lợi của cái cuộc kiện tụng đó. Trong khi đó thì Việt Nam chúng ta phản ứng ra sao? Tất cả mọi sự tôi chờ đợi rồi chỉ thấy Việt Nam lên tiếng rằng đó hoan nghênh cái sự phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế, cái đó là cùng, cái đó là thôi. Thì điều này thì cũng không có gì khó hiểu, bởi vì chúng ta biết rằng đó từ trước đến nay, từ khi Hồ Chí Minh còn sống đến giờ phút này đó, thì luôn luôn Trung Cộng với Việt Nam nó có những cái sự gần gũi, nó có những cái sự liên lạc về đảng cộng sản, và nhất là nó có những cái sự sống tựa vào nhau. Cho đến đổi ngày hôm nay đó thì không biết là cái đầu óc nào nó đẻ ra được cái chữ gọi là 16 chữ vàng và 4 tốt để nó ca tụng cái tình hữu nghị, nó ca tụng cái sự lân bang tốt, của láng giềng tốt gì đó vân vân và vân vân, tức là để Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không lúc nào mà ngớt lời để mà ca tụng Trung Cộng đó là như là một nước đàn anh. Trong tư thế đó, chúng ta thấy rất rõ là Việt Nam chúng ta đang ở thế rất là yếu. Một phần nữa đó thì các cái ghế mà những người trong cổ chính trị Cộng sản Việt Nam ngồi hiện nay cũng là những chiếc ghế là được đục đẽo
từ Trung Quốc đưa ra để cho anh ngồi. Những chiếc ghế đó đã được những thợ đóng bàn đóng ghế đưa qua đặt tại chỗ đó để cho anh ngồi. Chính vì thế mà những người ngồi trên ghế đó đó không thể là ngồi trên cọc, không thể nào nhúng nhích được, không làm cái gì hơn được để mà phản đối lại, cho dù phản đối nhẹ nhàng nhất đối với cái quan thầy Trung Cộng đó. Thưa quý vị thân mến, tôi muốn chia sẻ điều đó cho thấy rằng đó, cái tương lai dân tộc Việt Nam chúng ta đó, từ trước đến giờ trong quá khứ cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy, mà trong tương lai cũng vậy nữa, luôn luôn Trung Cộng là một cái bóng ma. Đó là một bóng ma, nó lờn vờn lởn vởn, khi mà thuận tiện đó thì nó tiến sâu hơn, rồi khi mà thấy có gì vững mạnh đó thì nó tạm thời nó để yên, nhưng mà đó là bóng ma luôn luôn nó đe dọa rình rập và lúc nào cũng muốn chụp bóng lên dân tộc Việt Nam chúng ta. Đây là cái lúc mà dân tộc chúng ta phải thấy rằng đó, bao lâu mà cái chế độ Cộng sản Việt Nam do chính cái chế độ Trung Quốc nó dàn dựng đặt để đó mà nó còn trong phạm vi tổng công phạm vi quyền lực đó, thì dân tộc Việt Nam chúng ta phải nói rằng không thể nào thoát ra được cái nanh vuốt của cái chế độ bá quyền Bắc Kinh cả. Và qua cái phán quyết vừa rồi, qua cái phản ứng vừa rồi của Trung Cộng, cũng như qua phản ứng của các nước trong vùng đó, chúng ta nhận thấy bài học rất rõ ràng đó, là đây là cái lúc mà dân tộc Việt Nam chúng ta phải suy nghĩ lại để nhìn thấy cái tương lai của mình. Cái tương lai đó đó là sự đoàn kết dân tộc, và cái tương lai đó phải thoát ra được ảnh hưởng của cái thế lực bá quyền Trung Quốc. Chừng đó dân tộc Việt Nam chúng ta mới có thể nói rằng ăn no bằng ngủ yên được. Bằng không, cái chế độ Cộng sản Việt Nam là một chế độ phản dân hại nước, là một chế độ hèn với giặc, ác với dân, thì chế độ đó còn tồn tại thì dân tộc Việt Nam chúng ta không thể nào thoát khỏi được cái bóng ma Trung Quốc đang bao trùm, đang đè nặng lên tương lai dân tộc Việt Nam chúng ta. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ từ New Zealand.